Tao tâm sự gì à? Tâm sự gì à? Hả? Em mày? Đâu đây? Thế tao làm gì? Mình muốn gọi như này Lan Anh á. Chăm sóc cho Bi tốt đấy. Em đợt này có bận có bận việc gì không? À không, đợt này em không bận lắm. Bận lắm à? Thế thì em xem bố trí thằng giúp anh một thời gian được không? Anh đợt này anh nên đi khám tình hình có vẻ không ổn lắm. Thì anh chắc anh phải đi viện mấy hôm. Đấy.
Chào mẹ đi. Bibi. Nhá, nó sẽ tìm chào anh đi. Mai qua đây giúp anh mấy hôm nhá. Vâng, ngày mai đi chơi này, mẹ nuôi này. Đây. Đi, đi nói chuyện với mẹ nuôi đi. Nói chuyện đi. Mẹ chăm bố à? Kìa. Mẹ với mẹ kia. Mi cho ba à, Mi đi giỏi quá nhỉ. Ừ, đi giỏi. Mai chị sang mình đi nhá. À, mai mẹ sang nha. Mi cho mi đâu đây? Mi cho mi rời đâu đây? Hả? Cho mi đâu vậy? Mi, cho mi rời chỗ đấy. Mi ơi, Mi cùng nhà chị không? Mai chị sang rồi Bibi để cho ba đi khám nhé. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.